Ngày 26 tháng 12, Đại tá Lê Xuân Thiệp, trưởng công an huyện Thạch Thành, cho biết đã bàn giao Lê Văn Sơn, 39 tuổi, trú thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, cho công an tỉnh Thanh Hóa điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, 13 giờ ngày 24 tháng 12, bà Thoa, 58 tuổi, ở xã Thành Trực, đang chặt cây ngoài vườn thì nghe tiếng cháu gái tên Hòa, 4 tuổi, khóc thét ở trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành, bà chạy vào thì phát hiện Lê Văn Sơn đang giở trò đổi bại với bé gái trên giường trong phòng ngủ. Bà Thoa đã giải cứu cháu và hô hoán sự việc cho hàng xóm biết. Bà Thoa cho biết bé Hòa là cháu ngoại. Sơn bị cảnh sát bắt giữ cùng ngày. Sau khi con gái bà ly hôn, do cuộc sống khó khăn nên đã gửi con lại nhờ bố mẹ chăm sóc để vào các tỉnh phía Nam làm ăn. Còn Lê Văn Sơn nhận vợ chồng bà Thoa là bố mẹ nuôi hơn một năm nay. Gần đây, Sơn thường xuyên lui tới nhà bà Thoa chơi, uống rượu và ngủ lại. Tên bà và bé gái được thay đổi,